谁更肯定将教训对客谋命满当真看来的共有学问越来跳梁分有行政那么我们是特干摩尼佛合音入福và nhiều nguyện. Xin trân trọng kính chào quý khán giả của đài ABC TV trên băng tần 57.8 và Galaxy 19. Quý vị đang đến với chương trình Sống Đời Sống Phật với sự thuyết giảng của Hòa Thượng Thích Viên Lý, Viện Chủ Chùa Đường Ngự. Hy vọng sẽ giúp quý khán giả đang tìm cầu sự an lạc, đức thật với những chia sẻ về giáo lý của Đức Phật. A Di Đà Phật, con xin kính chào Thầy. Con chào Thầy ạ. Di Đà Phật xin kính chào cô học nhân, cô Nhật Phúc và cô Triều Nguyện. Xin kính chào chư tôn đức giáo phẩm Tăng Ni và quý khán thính giả của đài truyền hình IBC. Yeah. Chương trình Sống Đời Sống Phật ngày hôm nay, chúng con muốn nhờ Thầy Thích Viên Lý giảng về kinh giáo hóa người bệnh. Thưa Thầy, bắt đầu câu số 1 thì xin dự nguyện đọc cho bạch Thầy. Bạch Thầy, kinh giáo hóa người bệnh là một kinh rất hay và vi diệu. Vậy xin Thầy cho biết nguyên nhân gì mà kinh giáo hóa người bệnh được thuyết giảng? Vì Đạo Phật xin cảm ơn cô Diệu Nguyện. Thưa quý vị, cái lý do mà kinh giáo hóa người bệnh đã được thuyết giảng là bởi vì lúc bây giờ đó trưởng giả cấp cô độc đang lâm bệnh nặng, cho nên tôn giả Xá Lợi Phất, tức là ngài Xá Lợi Tử đó, đã đến thăm viếng, và nhân cái dịp thăm viếng trưởng giả cấp cô độc thì tôn giả Xá Lợi Tử đã thuyết giảng cho tôn giả, cho trưởng giả cấp cô độc về cái bài kinh có tên là kinh giáo hóa người bệnh. Dạ. Dạ, thưa Thầy, vậy thì kinh giáo hóa người bệnh do ai thuyết giảng và thuyết giảng cho ai nghe? Cảm ơn cô Nhật Phúc. Kinh giáo hóa người bệnh đó thì do tôn giả Xá Lợi Phất thuyết giảng, và cái người nghe duy nhất lúc bấy giờ đó là trưởng giả Tu Đạt, tức là trưởng giả cấp cô độc, bởi vì ngài không phải giảng cho một thính chúng đông đảo mà ngài chỉ giảng riêng cho ông cấp cô độc lúc bấy giờ đang lâm một cái chứng bệnh rất rất là nặng. Yeah. Dạ, thưa Thầy, xin Thầy giảng rõ về tôn giáo Xá Lợi Phật. Dạ, cảm ơn cô học nhân. Thưa quý vị, tôn giả Xá Lợi Phất là một bậc trưởng lão ở trong hàng Thanh Văn, cũng là một vị đệ tử lớn của Đức Phật. Thập đại đệ tử thì trong đó có tôn giả Xá Lợi Phất. Và tôn giả Xá Lợi Phất đó là một bậc đại trí trong hàng Thanh Văn. Ngài cũng là một cái bậc bác lãm về Phật Pháp. Ngài tu hành rất rất là nghiêm mật. Và đặc biệt là Ngài có một cái trí nhớ hết sức là phi thường. Nhất là có một cái tấm lòng nhẫn nhục. Ngài vượt lên trên tất cả những cái thị phi, những cái tranh chấp. Cho nên có một lần có một vị bà la môn nghe tôn giả Xá Lợi Tử, tức là tôn giả Xá Lợi Phất là một bậc có một cái sức nhẫn nhục rất là cao. Cho nên một hôm nọ ông ta muốn thử cái lòng nhẫn nhục của tôn giả. Ông đợi tôn giả đi đến một cái ngôi làng nọ để khất thực vào buổi sáng. Và ông đã thình lình từ ở trong bụi coi, ông nhảy ra, ông đấm vào trong ghế của ngài một cái cú đấm như là trời giáng. Mặc dù ngài bị một cái cú đấm rất là nặng,
nhưng mà Ngài vẫn tự tại, thanh thản, tiếp tục bước tới như là không có việc gì xảy ra. Và khi biết là Ngài rất là vô ý, rất là an nhiên tự tại trong mọi tình huống, cho nên vị Bà La Môn đó đã đến quỳ trước mặt tôn giả để sám hối. Nhưng mà Ngài nói rằng anh không có cái lỗi chi cả, cái chuyện đó đã là cái việc của quá khứ, chúng ta hãy gạt lại quá khứ để mà làm thế nào hướng đến Phật Pháp, nỗ lực nhiều hơn để mà tu trì, nhất là tu trì cái tâm từ bi, cái hạnh hỷ xả. Chúng ta đừng có làm bất cứ một cái việc gì để làm cho người khác phải kinh động, phải hoảng sợ, hoặc giả là phải có cái sự tức giận. Đó là một trong rất nhiều cái câu chuyện cho thấy rằng là tôn giả Xá Lợi Phất là một người có một cái đức tính nhẫn nhục rất là cao. Ngài còn có một cái đức tính đó là tri ân và báo ân. Có một vị tôn giả đó, mà trước kia tôn giả Xá Lợi Phất đã nhờ cái vị tôn giả này mà hiểu được cái đạo lý duyên sanh, đó là tôn giả Asaji. Và sau này mặc dù tôn giả Xá Lợi Phất theo quy y thọ giáo của Đức Phật, nhưng mà vẫn luôn luôn nghĩ đến cái vị thầy đầu tiên đã hướng dẫn mình hiểu được thế nào là chân lý, thế nào là tà pháp. Ông luôn luôn tìm cách để mà báo ơn, kể cả tìm cách để mà báo ơn cho thông phụ của ông bằng những cái nỗ lực chân chính đúng như là những gì mà Đức Phật đã chỉ dạy. Ngoài ra đó thì tôn giả Xá Lợi Phất cũng là một cái vị mà theo trong kinh đã ghi có 5 cái điều rất rất là thiện xảo. Cái điều thứ nhất là biết rõ đâu là cái lợi ích cao thượng, cho nên lúc nào Ngài cũng hướng đến cái quyền lợi của tha nhân, của chúng sinh, chứ không bao giờ chỉ nghĩ đến cái quyền lợi của cá nhân mình. Đó là một cái hành rất rất là đẹp. Thứ hai á, là Ngài rất là rành những cái phương pháp giáo hóa như thế nào để có thể mang lại cái sự lợi ích, đem lại cái sự an lạc, thành tựu cái cứu cánh giải thoát cho tất cả muôn loài. Ngài là một cái bậc giáo hóa rất là mô phạm, có một cái phương pháp rất là thù ứng. Và thứ ba là luôn luôn có những cái giải pháp đúng đắn. Những cái giải pháp mà Ngài đưa ra dù ở trong cái hoàn cảnh này hay là hoàn cảnh khác đều rất rất là thù ứng. Nó có thể đáp ứng được những cái nhu cầu của xã hội, nhất là giữa một cái bối cảnh mà có nhiều cái sự kỳ thị, tranh chấp, vân vân và vân vân. Và thứ tư là Ngài biết tùy thời lúc nào nên nói cái pháp nào, lúc nào nên làm cái việc nào, chứ không phải là lúc nào cũng nói những cái điều này hay là điều khác. Chẳng hạn như bây giờ mình biết những cái lời nói này là những cái lời nói rất là đúng, nhưng mà trong một cái mâm cơm muốn tạo một cái không khí đầm ấm trong gia đình, không nên mang những cái chuyện lỗi phải tốt xấu của người này người kia ra để mà bàn, bởi vì làm như vậy nó sẽ tạo một cái không khí rất rất là căng thẳng và nó làm cho gia đạo bất an. Cho nên mình học cái bài học của tôn giả Xá Lợi Phất, trong gia đình muốn có được một cái không khí rất là đầm ấm, một cái mái ấm của gia đình, có những cái lúc mình biết cái người kia có những cái lỗi, nhưng mà mình không bao giờ chỉ trích ngay mà phải đợi một cái thời điểm nào đó nó thuận hợp, mình mới nhẹ nhàng mình xây dựng, mình nói bằng cái lời nói ái ngữ, nói bằng tất cả những cái tình thương và sự hiểu biết, chứ không phải là nói về cái lòng ganh ghét, về cái sự tức tối, về một cái sự buồn phiền. Nếu mà mình nói như vậy thì nó sẽ hỏng việc. Tôn giả Xá Lợi Phất là cái người rất rất là giỏi khi mà đưa ra những cái giải pháp để thay thế trước những cái tình huống rất rất là xấu. Thứ năm là Ngài biết tùy cơ, tùy theo cái căn cơ trình độ của mỗi người mà Ngài đưa ra những cái phương pháp hướng dẫn. Chẳng hạn như trong những tổ chức như là gia đình Phật tử,
Chẳng hạn như cô Diệu Nguyện là huynh trưởng sinh hoạt trong gia đình Phật tử Điêu Ngự, biết đối với những cái em bé anh Vũ thì phải hướng dẫn như thế nào, rồi cái ngành thanh phải nói làm sao, ngành thiếu phải nói làm sao, chứ không phải là mình đem những cái bài của ngành thanh mình giảng cho ngành oanh thì ngành oanh họ không hiểu, phải không? Cho nên mình phải tùy theo cái căn cơ trình độ của mỗi người. Đây là cái điều mà tôn giả Xá Lợi Phất là một người có một cái kinh nghiệm rất là lớn. Và thầy nghĩ rằng cô học nhân, cô nhập phúc cũng vậy, phải không? Khi mình nói chuyện với một em bé thì nói chuyện khác, phải không? Nói chuyện với người lớn khác. Mình đến chùa thì mình gặp quý thầy thì mình chắp tay, mình chào. Gặp những người lớn tuổi thì mình vòng tay. Nó tùy theo cái đối tượng mà mình có những cái cách ứng xử, cách xưng hô khác nhau. Đó là nói cái điểm nhỏ thôi. Còn riêng tôn giả Xá Lợi Phất thì cái cách mà Ngài giải quyết là những cái vấn đề lớn, vấn đề trọng đại trong xã hội, vấn đề trọng đại trong tăng đoàn, vấn đề mang lại cái sự giải thoát an lạc lâu dài cho tha nhân. Cho nên cái cách mà Ngài ứng xử rất là vi diệu, cơ thể nói rằng nó mang lại một cái lợi ích hết sức lớn lao cho tất cả muôn loài. Chương trình Sống Đầy Sống Phật xin tạm dừng cho một vài giây phút cho phần bảo trợ. Xin quý vị tiếp tục đón xem phần 2. Xin cảm ơn quý vị. Xây tương thân tình trong đạo Phật, tuy khác màu nhưng một tôn xưa.